Dạ vâng, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Sera Phong Tuyền. Thì hôm nay em có một bộ giò dĩa, một đôi tay lắc và một cái líp các bác nhé. Ở đây thì em có một bộ giò dĩa 105R7000, hàng siêu lướt các bác nhé. Hàng này mới chạy có mấy cây thôi, mới chạy có mấy cây, mấy km thôi các bác nhé. Đấy, như mới luôn. Cái bộ này của em thì nó là 52-36 các bác nhé. Hàng này thì hôm nay thì em cứ mạnh dạn em đánh giá là 99% đi các bác nhé. Em bán hàng là chưa bao giờ gọi là đánh giá sản phẩm mình nó của mình bán ra nó 30%. Hôm nay thì cứ mạnh dạn cho cái bộ giò dĩa này 99% đi các bác nhé. Đây. 99% đi. Đấy, vậy cho nó máu để cho các bác yên tâm các bác mua nhé. Đấy. Như mới luôn. Hàng này là hàng của em, là hàng nguyên hộp các bác nhé, có hộp luôn. Đây, hàng có hộp ship từ Nhật về các bác nhé. Đây, chỗ này là 105R7000 này, 5236 giò 170. Cái này đâu chắc là lúc bóc hàng băng dính nó lổ mất rồi. Đấy, ship từ Nhật về. Hôm nay bác nào mua hàng thì khuyến mại luôn cho các bác mấy tờ báo Nhật về các bác đọc cho đỡ buồn nhé. Báo Nhật. Bộ này 3,2 triệu các bác nhé. 3,2 triệu. Như mới luôn. Đây các bác nhìn răng đây. Như mới luôn. Mới đi có vài cây thôi. 170 các bác nhé, giò 170, đĩa 5236. Đó. 3,2 triệu, hàng xịn. Có hộp luôn. Đấy, không phải ba cái hàng fake đâu. Đó. Đây em lại có một cái líp Ultegra 6700. Líp này là líp 1223 các bác nhé. Đó. Cái dòng này rất là hiếm. Bác nào chân khỏe, thích tốc độ cao thì chơi những cái dòng này. Chân phải khỏe mới đạp được những cái dòng này các bác nhé. Đó. Chân phải khỏe, có lực. Đấy, đạp thì nó mới đi. Đó. Có nghĩa là đạp nó nặng, đạp nó nặng thì các bác cảm giác nó đi nó nhanh. Và chân phải khỏe các bác nhé. 12-23. Đó. Cái này như mới luôn. Cũng quá mới luôn các bác nhé. Cái này em mua vào giá cũng khá là cao mà tôi vẫn bán cho các bác 1,2 triệu bao ship cho các bác nhé. Đó, đây. Các bác nhìn cái răng của nó này. Long lanh như mới. Đấy, chỉ gọi là nó cũng xài rồi nhưng mà nó chỉ có vài cái vết xích nó để lại thôi. Như mới luôn. Quá mới luôn. 1,2 triệu này. Này, đây em có một đôi tay lắc 105 5700. Đấy. Đôi tay lắc này của em cũng rất chi là mới luôn. Đấy, các bạn nhìn cái mặt lại của nó này. Đấy, chưa thấy xước luôn. Đấy. Rất là mới, cao su tay lắc là nguyên bản này, dây zin này. Đấy, dây phanh dây đề nguyên bản theo cái tay lắc này luôn. Tay rất là mới. Đấy, bên này cũng thế, cũng đầy đủ dây dợ. Đấy, cái bên này thì cái số 105 mình nó hơi mờ chút, tại cái này là nó sơn các bác nhé. Nó là sơn vào cái nắp này, nó bằng bằng inox này, nhôm inox rồi đấy, cái chữ 105 và nó sơn vào. Đấy. Cao su rất mới này, dây zin, tay rất là mới. Đó. Ở đây là nó là cái nắp đậy của cái giò các bác, đậy của cái giò các bác nhé. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu sử dụng cái món gì thì alo em, số điện thoại là 0936 525 998, số này có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Rồi em xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Sera Phong Tuyền. Chào các bác.